Trung Quốc đã có taxi không người lái. Vào ngày 28 tháng 4 2022, Bắc Kinh đã cấp giấy phép lái xe tự hành đầu tiên của Trung Quốc cho hai nhà điều hành taxi không người lái RoboTaxi là Baidu và Pony.ai. Các chuyên gia trong ngành đưa ra đánh giá, động thái này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp gọi xe tự hành ở Trung Quốc, cho thấy được sự cởi mở về mặt quy định để có thể tiến thêm một bước nữa đối với phương tiện hoàn toàn không có người lái. Với giấy phép, 14 phương tiện tự hành không có người ngồi điều khiển ở sau vô lăng có thể chở khách hàng trong một khu vực quy định rộng 60 km ở Yizhuang, ngoại ô ở phía nam Bắc Kinh. Trong thời gian đầu hoạt động, sẽ có một người giám sát an toàn ngồi ở ghế hành khách phía trước. Công ty Baidu cho biết, kể từ ngày 28 tháng 4 2022, người dùng sẽ có thể gọi taxi không người lái thông qua ứng dụng di động Apollo Go từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Đồng thời, hãng này cũng có kế hoạch bổ sung 30 phương tiện như vậy và tiếp tục mở rộng độ xe không người lái của mình.